Lợi dụng sự khao khát có con của những đôi vợ chồng hiếm muộn, không ít người muốn kiếm tiền một cách nhàn hạ đã nghĩ cách bán cái vốn có để sinh lợi. Thị trường đen buôn bán tinh trùng, cò mồi bán tinh trùng, vì thế cũng sôi động với nhiều dịch vụ lạ đời. Tuy nhiên, đằng sau việc buôn bán này là không ít những câu chuyện bi hài, trong đó có nhiều người đã trở thành con mồi béo bở để những đối tượng lừa đảo lợi dụng. Để tìm hiểu thực trạng này, phóng viên Dân Trí đã mất nhiều ngày xâm nhập tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện 103. Trong vai một người hiếm muộn có nhu cầu mua tinh trùng, ngay lập tức phóng viên đã nhận được nhiều lời mời săn đón của những đối tượng cò mồi. Tuy nhiên, việc giao dịch với người có nhu cầu bán tinh trùng không hề đơn giản. Đối tượng cò mồi tên T này liên tục đưa ra lời đảm bảo về nguồn hàng nhưng lại không đồng ý cho phóng viên gặp trực tiếp mà chỉ thông qua giao dịch bằng điện thoại. Tiếp tục tìm hiểu dịch vụ mua bán tinh trùng trên mạng, không khó để bắt gặp những lời giao bán công khai, nhan nhản với những lời quảng cáo hấp dẫn như nam giới cao 1m70, trình độ đại học, ngoại hình ưa nhìn. Giá cả cho một lần giao dịch mua bán cũng rẻ đến ngỡ ngàng, chỉ từ 3 đến 5 triệu. Sau nhiều lần hẹn gặp, thỏa thuận, cuối cùng phóng viên cũng tiếp cận được với một đối tượng chuyên bán tinh trùng. Người đàn ông này liên tục đưa ra những lời đảm bảo, cam kết chắc nịch về độ an toàn cũng như trình độ học vấn của bản thân. Thậm chí không ngần ngại gạ gẫm thực hiện giao dịch bằng con đường cho tinh trùng trực tiếp với giá chỉ từ 2 đến 3 triệu trên một lần. Đáng ngạc nhiên, theo lời tiết lộ của đối tượng này, đây không phải là lần đầu tiên thực hiện giao dịch cho tinh trùng. Thì anh nghĩ là chúng ta nên anh em đi khám trước, đảm bảo cho em thôi. Đấy, còn cách thức thì có hai cách, hoặc là gián tiếp. Thường chúng ta làm gián tiếp là qua bệnh viện thì những người bạn. Nếu không để mà tiện nhất thì trực tiếp anh em thì đi luôn sợ đấy. Nhưng mà cái đấy thì vấn đề xem em không, anh không thì đỡ phòng được ra. Còn cho em hỏi là bây giờ nếu mà thực hiện một cách gián tiếp thì giá cả thế nào mà trực tiếp thì giá cả thế nào? Chứ gián tiếp thì em tự đến bệnh viện. Đấy, bệnh viện nào hết bao nhiêu. Đấy là mình chuyện của em. Còn trực tiếp thì theo đến đâu đấy thì cũng không mất cái gì cả. Còn em điều dưỡng là bao nhiêu. Đấy là tùy dân em thôi. Cho anh nghĩa là nó sẽ đủ sức khỏe. Nó sẽ còn cũng không nặng cái này đấy. Không biết là tùy tâm thì sẽ như thế nào, nhưng mà thường thông thường thì em muốn là anh đưa ra mức giá để em lo liệu, mong anh ra cái mức giá để thỏa thuận thoải mái, để thuận tiện cho anh luôn. Chứ mà anh hiện không cần nhiều, khoảng tầm giữa khoảng tầm 3 triệu được. Anh mang cái tính lãnh đạo hơn những người thứ. Thấy phóng viên còn gần ngại, đối tượng này tiếp tục gọi điện thoại giới thiệu cho một vài người có nhu cầu bán tinh trùng khác. Tuy liên tục quảng cáo công việc vì mục đích làm phúc, nhưng người đàn ông này yêu cầu phóng viên phải đặt cọc tiền mới tiếp tục trao đổi. Thấy nghi ngờ, ngay lập tức phóng viên từ chối và hủy giao dịch. Bây giờ có cần phải có cam kết hoặc là có giấy tờ bên mạng thì có thể cam kết với nhau hay không? Em sợ là sau này rồi lại vướng víu thì thông thường anh làm như thế nào? Nói chung là mình vấn đề này thì rất là xong thôi, anh em không có sự ràng buộc với nhau cả. Anh cũng bản thân anh cũng muốn là mỗi người giữ một cái riêng thay vì sau này có lại với nhau đấy. Thì thứ nhất là nếu mà cảm thấy tin tưởng thì chúng ta thuận miệng, nếu mà không thì không làm cam kết. Thì thứ nhất là cam kết ấy thì giữ thôi, chứ còn để tránh sau này chúng ta. Tình trạng mua bán tinh trùng trên mạng Internet đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thì dường như bất lực trước hoạt động vi phạm luật pháp này. Luật hiến ghép mô tạng đã quy định nghiêm cấm việc mua bán tinh trùng dưới mọi hình thức và một người chỉ được hiến tặng tinh trùng một lần trong đời. Với việc mua bán tinh trùng này sẽ dẫn tới nguy cơ hôn nhân đồng huyết và gây tổn thương cho những cặp vợ chồng chót dại vì quá muốn có con nên đã tin lời của những kẻ xấu. Nguyên tắc của nó là mẫu thì cho một người thôi, mẫu cho một người. Và các bạn biết rằng thì chúng ta thấy rằng hiện nay nó không hỏi và hiện tượng tức là mua bán tinh trùng trên mạng và thực tế xảy ra. Đầu tiên chúng ta thấy như vậy là có thực tế xã hội là có nhu cầu, vì có nhu cầu cho nên người ta mới có người bán. Đó. Nhưng sự mua bán thế nào này thì rõ ràng là nó không hợp lý, cái gì phải có quyền của nó. Giống như nghị định 12 của chính phủ về sinh đẻ cái
cái phương pháp sinh đẻ là khoa học ấy, thì tinh trùng thì được sử dụng một, không phải là hàng hóa, tức là không được cho động vật mà chỉ hiến tặng. Rõ ràng đây là hiện tượng là vi phạm. Còn cái hậu quả như thế nào thì chúng ta biết rằng, thứ nhất là không biết tinh trùng của anh ta, của người cho như thế nào. Thứ hai là họ có bị lây, mắc những bệnh lây qua đường tình dục hay không, đặc biệt là HIV chẳng hạn, nào, hoặc là những bệnh giang mai, hoặc là bệnh lậu chẳng hạn. Thì thông thường như thế là người ta có thể là qua trực tiếp, hoặc là cho vào một cái lấy vào và mang đi bơm. Có thể là thường bơm như thế là nó không được lọc rửa, không được xử lý, và cũng không được biết cái da, cái chủ của mẫu tinh trùng đấy có bị bệnh gì nữa hay không. Và thông thường với những người giao bán tinh trùng trên mạng, đó là những người bất thường.